Ai con, ai con. Dưới nào. Mày hai con liền này, anh ạ, đây, đây. Nhìn này, hai con nào. Chào các bác nha. Đó là bẫy ngói, bẫy gủng móm lên tỏi, trái quá chiều bẫy trồn chủ cô em đấy. Đây là đỗ xe ngoài kia. À, thấy cái khu này có vẻ khả thi. Xem ngày hôm nay triển khai anh nhau nha, lại móm nốt thì chắc cả răng thì về bẻ hết răng đi. Bẻ dài vướng. Thật nghe xem nào. Có lại vui. Lại có cái hay để xem không? Không, ngoài kia thôi. Ở chỗ này. Nó nổ mang. Kiếm anh cái que nhé, kiếm anh cái que. Nhanh lên. Chưa đâu rồi. Đâu rồi. Ô. Đâu nhỉ? Đứa đấy, nó vừa bơi đấy. Ô. Làm gì chuyện bò lên nhanh thế nhỉ? Ô. Ở đây, đây. Đây. Hổ hoang. Đây là con hổ hoang to hết. Đấy. Cầm cái tay. Đấy được kìa. Cái cuối cuối cùng nó cong. Ghê quá. Nó quay rồi. Nó hết đi rồi. Con này cắn có chết không? Ôi trời ơi. Con cắn chết không chết thì con người cắn chết. Chỉ là hay không á. Không có hút quả cuối. Càng gió càng kinh á. Kỳ quá các bạn ơi. Thả bồ mà cắn này. Chui đầu vào túi này. Ý, cắn này kinh không. Kỳ nha. Cắn này nó độc đầy hết mọi thứ luôn. Đổi đầu á? Cho đuôi vào trước. Cho đuôi vào trước. Cho nó lùi vào phát là được là mình. Em đến đuôi vào trước nguy hiểm rồi. Đấy, anh có sợ đâu. Cho nó lùi vào trong này xong rồi tí nữa mình thụt đuổi phát nó thụt lùi phát là được. Thấy chưa? MC. Ừ, đập vào nó tay trước này. Vào nó cứt đấy. Nó đùa. Con này nó bành thì sao anh? Vừa anh cú ơi. Nó bành, bành. Béo thế rồi mùi. Nguy hiểm hay đái đi. Đi mấy trồn lại, lại rắn. Khéo đấy đại ca. Mẹ vướng.
thì anh nhớ nó cầm cái kính lùa lùa ở đây thôi. Đó, lùi sắt vào trong túi thì được. Chứ anh nhớ trốn gặp mấy lần rồi, không có bành kiểu này. Toàn đuổi vào túi kiểu này thôi. Cho đi lùi vào đấy. Em sợ rắn một mẹ. Ai là cái người không sợ? Hả? Mày còn chạy ngược cái này. Bố mày cầm cổ mày ra ấy. Đâu rồi? Đi nhá. Cho anh tụi. Đấy, đấy là kiểu của anh. Chui đó. Này ngon này. Ngon đét. Đi bấy trồn nếu được trồn được ngay con rắn. Đen xì. Năm phơi nắng mà. Hay là được mấy lạng? Được cân không? Được 5-7 lạng đấy. Không bé không? Nọc độc con rắn này. Ướt ra đây. Bớt đi, tay tiếc mình xước sát đây. Nhiều lắm. Ghê răng nhỉ. Tự nhiên lại làm em hổm. Cho ấy cà phê ơi. Đấy. Đấy, cẩn thận đấm cái rắn nha. Cầm cầm cái này em ơi. Em ơi. Cầm mấy cái này đây.
em được cái chờ ơi sao ấy. À nhà mai là chuyện gì hết con trinh em con trinh đã được một em. Ba ơi. À nhỏ tí quá. Này to rồi. Cái bảo nhỏ. Lần đâu được nhìn thấy con này, con trộn đèn. Từ từ. Bánh kẹo. Cái con tơ tơ này vẫn còn. Nên nó lại tơ tơ này. Tôi rắn em mới đổi. Vẫn ở đấy mà, nên anh đặt ở đấy, vẫn ở đấy mà. Cứ lo con này đi. Không, không gì đổi túi á? Không lấy gì khều. Điên giả hơi đi đổi túi chứ. Bộ thằng lọ nữa. Đỡ cái này lên ạ. Để cho nó trùng trùng lên sò. Để đỡ cái này, đỡ cái khung này. Thế là hôm nay không mõm. Khi nào con mình phải răng răng này lên răng trưởng thành nha đấy. Chơi chuột với nó mới hiệu quả. Con này còn nuôi được không? Không, già. Nuôi vẫn nuôi được, nhưng mà nó lâu thuần, nó béo. Với lại cái kiểu của nó béo. Nó không tương tác giống kiểu con thuần con kia. Nó có một kiểu vẫn là đấy, đéo, nói chung là đéo có tình cảm. Vừa mới bán nhà bạn được một con chồn, con rắn thế là đỏ rồi, đỏ hơn là đi bẫy chim ngói à, ngói móng suốt này. À con hổ mang vô tình hô được chồn sở mới một con. Tại mình mải quay mình nghịch ngợm nhiều quá nhưng mà không sao, ai cho ăn tất cả đâu. Được cái này mất cái kia chứ. Mình được thước phim thì mình mất nó thì làm sao mà ăn được nó nữa. Đây, rắn hôm qua vừa xem bẫy. Còn rắn không độc của Măng Châu.